phim cổ trang Lý Triều Hoàng của Việt Nam gây tranh cãi vì tạo hình mang đậm màu sắc Hàn Quốc. Ở Việt Nam, đề tài phim cổ trang vốn luôn là một bài toán khó về cả nội dung lẫn sản xuất. Mặc dù sở hữu lịch sử phong phú và lâu đời, việc đưa những nhân vật, câu chuyện của quá khứ lên màn ảnh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mới đây, một dự án cổ trang Việt đã khiến cho nhiều khán giả phải chú ý, mang tên Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1224 đến năm 1225. Dự án cổ trang này hiện đã công bố ý tưởng tạo hình của các nhân vật, tuy nhiên vẫn đang trong thời kỳ kêu gọi nhà đầu tư. Lý Chiêu Hoàng sinh năm 1918, mất năm 1978, là hoàng đế thứ 9 và cũng là cuối cùng của triều đại nhà Lý, trị vì từ năm 1224 đến năm 1225. Bà là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam, được vua Lý Huệ Tông truyền ngôi năm mới 6 tuổi và chỉ ngồi trên ngai vàng 1 năm. Sau đó bà nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, và trở về làm hoàng hậu. Tuy nhiên năm 1937, Lý Chiêu Hoàng bị phế truất do không sinh được thái tử nối ngôi. Từ trước đến nay, thể loại phim cổ trang không được nhiều nhà làm phim Việt lựa chọn do kinh phí sản xuất cao, lại yêu cầu khắt khe về độ am hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống và thậm chí là cả về trang phục dân tộc. Vì thế, dự án Lý Chiêu Hoàng ra mắt đã không khỏi khiến cho dân mạng tò mò. Vừa qua, ekip đã tung bộ ảnh đầu tiên hé lộ tạo hình các nhân vật chính trong phim. Theo hé lộ từ nhà sản xuất, bộ phim sẽ lấy bối cảnh sau khi vị nữ đế bị ép nhường ngôi cho chồng, lui về làm hoàng hậu. Lúc này cô một lần nữa phải đối mặt với âm mưu phế vị khi không còn giá trị lợi dụng. Chỉ còn 3 ngày cuối cùng trước khi bị phế truất, Lý Chiêu Hoàng phải làm thế nào để đảo nghịch tình thế, giành lại hoàng quyền. Poster giới thiệu tạo hình nhân vật với trang phục khá khác biệt so với lịch sử, tuy nhiên lại có hiệu ứng hình ảnh khá đẹp mắt. Dàn nhân vật chính hầu hết là các diễn viên trẻ đẹp như Nguyễn Hoàng Kiều Trinh, Nguyễn Phúc Quý Quang, Nông Hồng Sơn, Nguyễn Thị Diệu Vân, nhưng khả năng diễn xuất ra sao vẫn còn là một ẩn số. Đặc biệt, tác phẩm lại được thực hiện bởi biên kịch người Hàn Quốc Park Seong-ho. Điều này khiến cho nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ, bởi lẽ một nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam lại viết dưới bàn tay biên kịch người Hàn Quốc thì sẽ ra sao. Trên fanpage, phim Lý Chiêu Hoàng cũng được giới thiệu qua 3 thứ tiếng Việt Nam, Hàn Quốc và tiếng Anh, thể hiện mong muốn trình chiếu với bạn bè quốc tế. Nếu để ý kỹ, khán giả còn có thể thấy hình thức poster tạo hình nhân vật cũng có chút hơi hướng Hàn Quốc. Thế nên liệu đây có thực sự là bộ phim về nhân vật lịch sử hay chỉ là câu chuyện hư cấu từ những cái tên có thật trong lịch sử Việt lẫn lộn với màu sắc văn hóa Hàn Quốc mà thôi? Tuy nhiên hiện tại, bộ phim Lý Chiêu Hoàng vẫn đang trong giai đoạn tiền kỳ, chưa rõ ngày khởi quay và ra mắt. Nhìn chung khán giả Việt đều rất háo hức về dự án phim Lý Chiêu Hoàng. Cuộc đời của nữ hoàng đế này là một bi kịch và cũng vô cùng phức tạp, cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật đại chúng. Trước đó, phim cổ trang Quỳnh Hoa Nhất Dạ cũng gây tranh cãi vì lỗi trang phục, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật trong lịch sử về Thái hậu Dương Vân Nga. Phim điện ảnh Giã Sử khai thác câu chuyện lịch sử, có thêm thắt tình tiết hư cấu. Quỳnh Hoa Nhất Dạ hứa hẹn sẽ đem đến một siêu phẩm cổ trang cho màn ảnh Việt trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, khi vừa mới chỉ nhá hàng những hình ảnh đầu tiên, chính dự án được mong chờ này lại là ngọn nguồn gây ra những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội khi nữ chính Thanh Hằng diện bộ trang phục được cho là có hơi hướng cung đình Mãn Thanh ở phía hậu trường. Khi nhìn vào tạo hình nhân vật, sẽ không khó để nhận ra rằng nữ chính Thanh Hằng đang diện một bộ trang phục mang đậm phong cách thời Mãn Thanh, từ màu sắc đến kiểu dáng, họa tiết, nhìn khá xa lạ so với cổ phục chốn cung đình Việt. Với đại đa số khán giả, việc đem lên màn ảnh một câu chuyện lịch sử là điều đáng được hoan nghênh, nhưng để vị thái hậu nổi tiếng ở triều đình Tiền Lê của Việt Nam mặc trang phục mang đậm phong cách Mãn Thanh vẫn là điều khó hiểu. Thị trường phim Việt từ trước tới nay vẫn luôn hoan nghênh các cá nhân và tập thể có mong muốn đem lên màn ảnh những câu chuyện lịch sử đáng nhớ của dân tộc. Tuy nhiên, dù xét về mặt kịch bản hay khâu kỹ thuật quay dựng, vẫn chưa thực sự có một bộ phim nào có đủ điều kiện để trở thành áng phim cổ trang tiêu biểu của nước nhà.